Hello tất cả anh em, chúng ta quay lại với phiên bản game Shinra Origami Mobile. Thì ở clip ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em chơi hai tab game trên điện thoại Android với cái game Shinra Origami Mobile anh em ạ. Thì anh em được biết là cái tựa game Shinra Origami Mobile này nó khá là lạ, và khi mà anh em treo máy ấy, thì là nó sẽ có một cái tình trạng là văng này, nóng máy này và ngốn pin. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách chạy hai game trên một ứng dụng điện thoại Android của cái game Shinra Mobile này nhé, sẽ giúp ích anh em gọi chung là đi trên nó được dễ dàng hơn, và thứ hai nữa là anh em có thể trên theo kiểu là kích điểm anh em ạ. Đầu tiên thì anh em sẽ lên CH Play, anh em tải cho mình cái ứng dụng UG Phone ở trên Android. Anh em ấn về, anh em cài đặt như bình thường, sau đó anh em mở cái ứng dụng UG Phone lên. Thì khi bắt đầu anh em tải xong và nó sẽ hiển thị lên cái giao diện của UG Phone như thế này. Thì anh em sẽ nhập cho mình một cái mã để anh em lấy kim cương. Thì cái kim cương này nó sẽ giúp ích cho anh em đổi được free cái thời gian để anh em sử dụng ứng dụng UG Phone này. Anh em hiểu chưa ạ? Thì anh em khi mà anh em tải xong ấy, anh em nhập cho mình một đăng ký cho mình cái ID này. Cái ID ở đây và cái mật khẩu của cái UG Phone này. Và khi anh em đăng ký thành công thì nó sẽ có một cái mã mời. Thì anh em nhập cho mình cái mã mời KVT 123. Anh em nhá, cái mã mời KVT 123. Thì anh em sẽ vào bình thường. Thì khi anh em vào ấy thì nó sẽ có một cái thiết bị ở cái phần thiết bị như này đúng không ạ? Anh em kích vào. Đấy, kích vào thì nó sẽ như một cái điện thoại Android như bình thường thôi. Đấy thì anh em kích vào như thế này. Thì anh em sẽ đăng nhập vào Google Play. Sau đó anh em sẽ đăng nhập Gmail và tài khoản của anh em vào. Rồi anh em sẽ lên app, anh em tải trực tiếp cho mình cái Shinra Origami Mobile. Hoặc là anh em có thể là vào Game Center. Thì Game Center ở đây thì ở bên UG Phone họ đã cập nhật luôn cái game trên đây rồi. Anh em chỉ cần kích vào là anh em download thôi chứ không cần phải đăng nhập vào CH Play nữa. Đó, một cái khá là hay. Thì khi mà anh em tải xong game thì anh em vào như bình thường. Anh em sẽ vào ứng dụng ở trên UG Phone trước ạ. Đây thì mình sẽ mở bằng game bằng ứng dụng UG Phone nhé. Thì cái phần mềm này sẽ giúp ích cho anh em treo hai tab game. Nó khá là nhẹ. Tính ra anh em chỉ chạy một tab thôi, còn một tab này là anh em sẽ sử dụng ứng dụng đám mây UG Phone để anh em treo. Nó khá là ấy, đây mình đã tạo sẵn một cái tài khoản clone ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào ở trên máy chủ và mình sẽ tiến hành review cho anh em. Mình sẽ lốc hai app, mình kéo xe bằng đi trên kích điểm anh em ạ. Đi trên kích điểm mình thấy nó cũng lên khá nhanh ấy, nên nhanh hơn bình thường rất là nhiều. Nên là anh em áp dụng cái này để anh em treo cho mình hai máy. Từ đây mình chết nha, mình sẽ để đi lên đây nha. Rồi, sau đó mình sẽ phù để như này, mình sẽ để ở đây, rồi mình sẽ nằm cho nó nằm ở vị trí đây đi. Được chưa anh em? Đây mình đã lốc xong một app ở đây nhá. Rồi bây giờ mình sẽ vào mà vuốt ra. Bây giờ mình sẽ mở lại cái game Shinedown này ở trên cái không phải bằng ứng dụng Google Phone nữa. Mình đã lốc một cái app ở trên UG Phone rồi. Bây giờ mình sẽ vào một cái tab game ở trên máy điện thoại của anh em. Không cần phải vào bằng ứng dụng đám mây. Đấy, mình sẽ vào đây. Ở đây thì mình mới tạo một cái group Zalo ở của cái game Shinedown Origami Mobile này. Anh em click dưới phần mô tả và dưới phần bình luận sẽ có một cái link group anh em để anh em vào nhé. Anh em click vào cho mình cái. Ở đây này, mình đã có cái app của mình đây đúng không ạ? Đây cái điện thoại thì anh em nào mà chơi điện thoại yếu anh em vẫn có thể sử dụng được. Điện thoại Android yếu ấy. Nói chung là anh em mua cái điện thoại khoảng tầm 1 triệu rưỡi 2 triệu về anh em treo cái game này mệt nghỉ luôn. Vẫn sử dụng được hai tab game như bình thường. Đó, game mobile này khá là nhàn đấy anh em. Mình chia sẻ cho anh em như thế này là khá là ok, anh em nào mà không biết nữa cũng chịu. Là đây mình sẽ phù lên cái tọa độ của cái app mà mình vừa lốc đó ở trên cái ứng dụng đám mây UG Phone đó. Mình sẽ chạy đũa lên đây đúng không ạ? Hình như nó ở trên đây thì phải.
Hình như khác kênh rồi. Mình đang ở kênh bao nhiêu đây? CH1. Bây giờ mình sẽ phải mở lại cái trình duyệt UG Phone. Thì cái này nó đang ở CH3 thì nó sẽ không gặp nhau được. Mình sẽ về CH1 Motu. Tức là cái này anh em treo là anh em không cần phải chia tab màn hình ra làm hai tab đâu ạ. Anh em nhớ nhá. Cái này là mình đang sử dụng bằng hình thức là chơi trực tiếp luôn, không cần phải chia ra làm hai tab nữa. Đấy, mình đang kết nối điện thoại trên máy tính nên là anh em nhìn nó sẽ nét hơn rất là nhiều đúng không ạ? Rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển về cái app chính của mình. Đây mình sẽ phù cho nó đứng đây đi. Đứng đây các anh em thấy KPT Game Mobile không ạ? Rồi mình sẽ lock, mình sẽ vuốt. Vuốt sang mình lại vào Shin Dao Game Mobile. Rồi mình sẽ tạo credit item credit item. Rồi mình sẽ pha ti cái app phụ này của mình. Sau đó mình lại ấn vào đây. Đấy. Anh em thấy gì chưa? Mình đã pha ti. Mình đã làm trong pha ti của tổ đội KVT Game Mobile. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái app loot này mình đi trên. Đi trên thì mình sẽ sử dụng app loot level 1 để mình đi trên cho nó level nhanh. Thì mình sẽ cài hướng dẫn cho anh em cài chế độ khi mà cái arc loot này nó bị chết thì nó sẽ tự động hồi sinh tại chỗ. Anh em sẽ ấn vào với biểu tượng răng cưa này. Thì ở đây nhá. Anh em tắt hết cái chế độ nhặt đồ đi hoặc là anh em bật on cũng được. Tiếp đến là cái phần Zvivo này, Zvivo này anh em này. Thì đây là cái chế độ để anh em bật hồi sinh tại chỗ. Thì anh em bật chế độ này lên là chế on thì nó sẽ tự động bật này. Ở đây nó có hai chế độ Inflake tức là hồi sinh tại chỗ, còn Z Tool to the City tức là phù về thành giữ sức. Ở đây mình sẽ chọn là Inflake. Inflake. Rồi. Khi anh em cài đặt xong anh em sẽ ấn vào follow. Bắt đầu là tự động nó thi triển nhá. Rồi mình sẽ chuyển về cái tab của KVT Game Mobile. Đấy, mình sẽ chuyển về cái tab KVT Game Mobile này. Anh em nhìn thấy gì không ạ? Mình sẽ zoom nhỏ một chút để cho anh em dễ nhìn hơn. Đấy, hiện tại tôi đang sử dụng trên điện thoại đây. Rồi, tôi biến này. Anh em để ý con này nó theo sau tôi này đấy chưa? Đó, nó tức là nó không bị treo máy nhá. Nó vẫn thao tác theo sau tôi. Rồi, tôi sẽ đánh này, đánh quái thường ở đây này. Anh em thấy video này bổ ích không ạ? Đây là video sẽ hỗ trợ cho anh em ở trên cả Android và trên iOS luôn. Cái này anh em sẽ sử dụng chia được hai tab ở trên hai hệ điều hành, đó là Android và iOS. Nếu mà anh em sử dụng cho mình cái ứng dụng UG Phone này, ứng dụng đám mây. Nếu mà anh em muốn sử dụng miễn phí thì anh em nhập cho mình cái mã mời KVT123 để anh em dùng test thử. Nếu mà anh em thấy ok thì anh em mua cho mình cái gói 8 đô một tháng ở trên ứng dụng UG Phone. Anh em thấy không ạ? Nó tự theo sau mình kìa. Đấy mình đang làm ở trên điện thoại nhé anh em. Đây anh em để ý ở trên màn hình đó là cái logo ứng dụng UG Phone đấy ạ. Anh em click vào ở trên app để anh em tải. App Store và CH Play anh em tải được hết nhé. Đều sử dụng được. Tức là anh em nào mà đang chơi máy iPhone và Android đều anh em có thể là chơi được hai app như thế này như của mình. Đấy mình cứ vất thế này mình trên thôi. Khá nhàn ạ. Máy yếu anh em đều sử dụng được hết. Anh em thấy gì chưa? Rồi mình sẽ bật chế độ đánh quái đi. Ở đây trên điện thoại thì mình tắt rồi. Mình tắt ở trên điện thoại, ứng dụng trên điện thoại rồi. Đấy tôi đang chơi trên điện thoại chứ không phải chơi trên PC đâu nhé anh em. Tôi đang hướng dẫn cho anh em là chơi trên điện thoại đấy. Tức là tôi đang hướng dẫn cho anh em sử dụng hai tab game ở trên điện thoại Android và iOS. Đấy, tôi chia sẻ cho anh em như thế này mà anh em không biết làm nữa là cũng khó luôn. Đấy, ứng dụng này anh em chơi hai ác, anh em kéo như thế này lên XP nhanh lắm anh em. Bình thường con quái này nếu mà mình trên bình thường là mình chỉ được có 300 XP thôi.
Nhưng mà mình đi sử dụng Outlook, mình kéo những cái con quái này vẫn thấp như thế này ấy, mình sẽ được gấp đôi lên. Anh em bảo nó lên nhanh hơn hay nó lên chậm hơn? Nếu mà khi mà anh em hết ít 10, anh em chỉ cần đầu tư cho mình một cái XP X1 100% XP chứ không phải là 202% XP. Anh em trên từ đêm anh em nhảy lên được khoảng tầm 4-5%. Còn muốn gì nữa đúng không anh em? Đấy là mình hết ít 10. Đây gặp khổng lồ, gặp quái nhóm anh em vẫn đánh bình thường. Anh em thấy mình vẫn đánh bình thường đấy. Rồi, tôi hơi lâu chết tí thôi nhưng mà cũng đỡ hơn. Quái nhóm mình đánh được bao nhiêu máu, bao nhiêu XP? 1.900 luôn anh em ạ, 2.000 XP. Anh em bảo như thế là lên nhanh rồi, như thế này là lên quá nhanh luôn chứ không phải là chậm nữa. Đấy, chơi khá mượt. Anh em để ý cái ác clone mình nó chết kìa, để ý nó chết tí rồi hồi sinh bây giờ này, tự động nó hồi sinh, tự động nó hồi sinh và nó đi theo mình luôn chứ mình không cần phải phải thao tác anh em. Nó cứ chết rồi nó hồi sinh, đấy nó hồi sinh kìa, nó hồi sinh xong nó lại chết anh em, nó hồi sinh xong rồi nó lại chết. Ở đây mình đang để chế độ 15 giây thì phải, để mình sửa lại cái tốc độ hồi sinh của con này cho nó chết phát nó hồi luôn. Đây ví dụ anh em để 5 giây này, chế độ 5 giây thì ở đây anh em kéo về mo luôn thì nó tự động nó hồi luôn cho anh em chứ không cần phải đợi 5 giây nữa. Anh em thấy rồi chưa? Dị chưa anh em? Rất đơn giản như vậy thôi anh em, chơi trên điện thoại rất là đơn giản, mình chơi được hai tab game bình thường, mình treo như bình thường. Đó, anh em thấy clip này bổ ích không ạ? Ok anh em, đấy là mình đã hướng dẫn xong cho anh em cài hai tab ở trên điện thoại, ứng dụng game Shinra Origi Mobile ở trên điện thoại của chúng ta. Anh em thấy video này bổ ích thì ấn cho Thường xin nút like và một đăng ký kênh. Và đừng quên vào nhóm group Zalo của bên Shinra Origi Mobile ở dưới phần mô tả và dưới phần bình luận của video này. Ok bye anh em nhé.